Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại là mình là Đặng Duy Quân đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một cái máy bay nhá. Bây giờ thì ok bắt đầu này. Đầu tiên các bạn gấp lại cho mình như thế này, dễ cực luôn, dễ ám. Con gấp như này đúng không? Các bạn mở ra như này, con gấp này như thế này. Đấy, gấp này. Này, các bạn để ra lại này. Bước này là gì các bạn không này? Không, các bạn làm này. Rồi. Xong rồi nha các bạn. Đây. Rồi nha, đây rồi.